Kính chào quý vị, chúng tôi là Võ Thành Nhân và đến với bản tin Hoa Thành Đốn ngày hôm nay là ngày thứ tư, ngày 11 tháng 9 năm 2019. Trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi có hai phần. Phần đầu là cuộc tiếp xúc của chúng tôi và cụ đại sứ Bùi Diễm. Phần hai là cuộc tiếp xúc của chúng tôi với lại kỹ sư Lê Thành Nhân. Để mở đầu, chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi phần 1. Và hôm nay là ngày thứ tư, ngày 11 tháng 9 năm 2019, đánh dấu 18 năm cái sự việc không may đã xảy ra cho người Hoa Kỳ khi mà tụi Taliban, cái nhóm của Osama bin Laden đã chủ trương tấn công vào Hoa Kỳ bằng những cái phương tiện hàng không. Thì hôm nay cũng là một cái ngày đau thương, nhưng mà trước đó thì chúng ta có ngày hôm qua đó, thì cái vấn đề an ninh quốc gia của Hoa Kỳ có nhiều cái xáo trộn và đặc biệt nó có thể ảnh hưởng tới cái trong tương lai về cái vấn đề an ninh của Hoa Kỳ, và có thể ảnh hưởng cả luôn vấn đề ngoại giao. Vì lý do đó nên chúng tôi đã đến tư gia của cụ đại sứ Bùi Diễm để mà có một cái cuộc tiếp xúc với ông, để nhằm tìm hiểu những cái nhận định và phân tích của ông. Sau đây chúng tôi xin kính mời quý vị theo dõi phần tiếp xúc của chúng tôi và cụ đại sứ Bùi Diễm. Trước hết xin được kính chào đại sứ Bùi Diễm. Vâng, xin có lời kính chào anh Võ Thành Nhân, và cũng đồng thời cũng trân trọng kính chào tất cả các quý vị khán giả của đài SVTN. Hôm nay là qua chương trình của bản tin Hoa Thịnh Đốn, chúng ta nói về việc ra đi của ông Bolton. Kính thưa ông, khi mà chúng ta nói tới cái sự ra đi của ông Bolton như vậy đó, thì ở phía sau nó có những cái lý do nào mà theo ông có những cái nhận định mà ông muốn chia sẻ vậy? Thì như mọi người cũng đã rõ, thì ai cũng biết là từ trước tới nay ông Bolton là một người có những cái chủ trương có thể nói rằng thì là diều hâu được. Thành thử ra rằng thì là ông Bolton đến thay cho ông tướng McMaster, và trước nữa là ông Flint, thì ông Bolton là người thứ ba làm cố vấn, có thể nói thì là về an ninh quốc gia cho ông Tổng thống Trump. Thì cái khuynh hướng mà có thể nói diều hâu của ông Bolton thì ai cũng đã rõ. Và nhiều khi người ta thấy trong cái thời gian mà ông làm việc với ông Trump, mặc dù ở bên ngoài không ai được thực sự rõ về những cái gọi là những cái sự xung khắc về giữa cá nhân này hay cá nhân khác, nhưng mà cũng nhiều tin đã lọt ra ngoài chứng tỏ rằng thì là cho đến bây giờ, sau một thời gian gần như 17 hay 19 tháng làm việc của ông Bolton trong chính quyền Trump, nhiều khi đã có những cái sự xung đột về mặt đối phó với những cái vấn đề lớn ở trên thế giới, như là vấn đề Iran, vấn đề Bắc Hàn, hay là cả như gần đây là vấn đề Afghanistan. Và Afghanistan chính là cái trường hợp hết sức đặc biệt, là do cái sự xung đột giữa ông Bolton và những người khác trong chính quyền của ông Trump, đặc biệt là ông Ngoại trưởng Pompeo. Thì cái sự mà xung đột về vấn đề mà khuynh hướng đó, qua cái những cái dự diễn tiến trong cái thời gian 1-2 tuần gần đây, chính là cái dịp để cho cái sự khác biệt giữa những các chủ trương ở trong chính quyền Trump bùng nổ ra, và đưa đến cái sự mà có thể nói rằng thì là giải nhiệm ông Bolton. Và khi mà ông Bolton bị giải nhiệm như vậy đó, thì ông thấy là những cái khuynh hướng diều hâu của đảng Cộng Hòa nó không còn nữa ở trong chính quyền của ông Tổng thống Donald Trump, hay là sau đó sẽ có một cái người nào kế vị, những cái vấn đề mà quyết định về chính sách an ninh quốc gia nó cũng sẽ có tương tự, hoặc là nó có những cái mà nó biểu lộ được cái thể hiện một cái chính sách ngoại giao cứng rắn của những người mà chúng ta gọi là có cái quan niệm về vấn đề phải đối phó với Iran, phải đối phó với Syria, phải đối phó với lại Bắc Hàn, và đặc biệt vấn đề Biển Đông. Trước hết chúng ta phải nói một cách ngắn gọn là cái sự bùng nổ giữa những khuynh hướng khác nhau trong tòa Bạch Ốc. Những cái sự bùng nổ là qua cái vụ Afghanistan mà có.
Thì chúng ta biết rằng thì là ông Bolton thì ông ấy không chủ trương rằng thì là đi nói chuyện với bọn Taliban. Bọn Taliban là cái bọn lúc trước, nghĩa là ở chính quyền ở Afghanistan ủng hộ cái bọn Al-Qaeda và đưa đến cái vụ mà 9/11, có thể nói rằng thì là bọn khủng bố tấn công nước Mỹ năm 2011. 2001, dạ. Thành thử ra cái vụ Afghanistan nó bùng nổ ra tới cái ở cái điểm rằng thì là mấy ngày vừa qua đó, ông Trump đã có chủ trương là muốn kiếm một cái sự thỏa thuận với Taliban, nên đã có trong một thời gian khá lâu có những cái vụ điều đình mà không công khai giữa chính quyền của ông Trump và Taliban. Và cách đây vào quãng độ gần một tuần thì ông Trump chủ trương là gặp bọn Taliban để mà ký kết một cái thỏa hiệp với Taliban về vấn đề Afghanistan. Theo đó thì Taliban có hứa hẹn một vài điều. Nhưng mà trong trường hợp đặc biệt của ông Bolton thì ông Bolton cho là những cái sự hứa hẹn của Taliban chỉ là những cái sự hứa hẹn mà bằng miệng mà thôi, chứ không có cái sự cam kết thực sự nào. Và ông chống lại cái sự thỏa hiệp với Taliban. Thì ông Tổng thống Trump thì muốn mời tất cả mọi người có liên hệ tới vấn đề Taliban, vấn đề Afghanistan đến Camp David để mà ký một cái thỏa hiệp. Nhưng mà cuối cùng thì ông Tổng thống Trump có nghe tất cả những cái lời bàn tán ở bên ngoài, cho rằng thì là cái việc mà ký kết với Taliban là một cái điều quá đáng, và đặc biệt hơn nữa lại mời những đại biểu của Taliban đến Camp David, mà một cái nơi mà từ trước tới nay người ta cho rằng thì là Tổng thống Hoa Kỳ chỉ để mà tiếp đãi các thượng khách ở đó, trong khi đó thì Taliban lại là những người đã chủ trương khủng bố và mang đến cái tai nạn năm 9/11 năm 2011. 2001, dạ. Vì 2001. Vì vậy cho nên thì là có cái sự xung đột mà có thể nói khá rõ rệt như vậy. Thành thử rằng thì là ông Trump mới nghe những cái lời bàn tán ở bên ngoài, nghĩa là một cách hết sức bất thường, là nghĩa là bỏ qua những cái cuộc điều đình đó và không cho có cái cuộc mà gọi là gặp mặt với Taliban ở Camp David. Yeah. Và đấy là cái gọi là cái chuyện mà mấu chốt mà đưa đến cái sự mà ra đi của ông Bolton. Yeah. Và chúng ta phải thấy rằng thì là cái sự ra đi của ông Bolton đây nó chỉ là một cái gọi là một cái trường hợp hết sức bất thường. Người ta vẫn biết là có những cái sự xung đột giữa những khuynh hướng này và khuynh hướng khác trong nội bộ của chính quyền Trump. Nhưng mà người ta không ngờ rằng vì cái vụ Afghanistan, cái vụ mà chính phủ mà của ông Trump muốn điều đình với bọn Taliban làm như là một cái gọi là một cái điều mà làm cho bùng nổ tất cả những cái chuyện, nghĩa là lùng khủng trong nội bộ của chính quyền Trump, và lùng khủng đó đưa đến một cái kết quả có thể nói rằng thì là cũng không lấy gì làm ngạc nhiên cho lắm, nhưng mà nó là một cái điều chứng tỏ cái sự lùng khủng trong nội bộ của chính quyền Trump qua những cái diễn biến của thời cuộc, và đặc biệt cho thấy cái sự mà lùng khủng của chính quyền Trump trong cái vấn đề mà điều khiển
chính sách ngoại giao của nước Mỹ. Dạ, yeah, xin được cảm ơn ông đại sứ rất là nhiều. Kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi đến đây xin được tạm ngưng vì lý do thời lượng. Chúng tôi sẽ tiếp tục vào ngày mai để mà chúng tôi cung cấp những cái tin tức hoặc là những cái nhận định của cựu đại sứ Bùi Diễm về vấn đề ngoại giao và vấn đề an ninh quốc gia, nó có những liên hệ như thế nào và nó ảnh hưởng ra sao trong vấn đề toàn cầu và đặc biệt vấn đề Biển Đông. Võ Thanh Nhân xin được tạm ngưng ở đây và xin kính mời quý vị tiếp tục theo dõi phần 2 của chương trình ngày hôm nay.